Quang quý của chú chị thôi thì còn có hai phần quà đây anh nhầm cho. Em cầm giùm anh. Ở đây thì kêu cầm giùm cho 1 triệu luôn bạn. Đây, còn ai nữa? Có mình cô hả? Ở đây. Đúng rồi, là ba cuối cùng. Là người cuối cùng lãnh gạo nha. Còn có hai cô nữa thôi. Ha. Giờ vô lấy gạo nó khóc luôn cho lấy kìa. Còn đây là bên về hãng người ta cho hết tiền. Còn tao qua lấy. Còn dư lại ha quý cô chú chị. Thì cái phần hôm nay thì đến thật là đông đủ luôn quý cô chú chị ơi. Nói chung là hai phần đó là thành công rồi đó. Rồi. Cậu qua đi. Đưa. Để mà lấy đông rồi, đó. Bây giờ đây. Tem áo tím. Bé cầm quay cho người bên cái. Mình gửi lời cảm ơn đến là chị Thu ha. Với anh em ơi, có nghĩa là mình hôm nay là đã phát đủ 100 phần rồi, 200 dần được rồi. Chưa đâu một tiếng. Tuy nhiên có 1 tiếng luôn đó. Nếu mà có bà con đến đủ là mình phát chưa được. Chưa được tiếng ha. Nói chung là mình đã là thành công tốt đẹp ha. Ngày hôm qua bên đó là khách thành công rồi ha. Còn hôm nay thì 100 phần đủ rồi, còn mình còn 2 phần nha. Còn 2 phần nữa. Bên kia mà họ chưa về nhận nha. Cứ để đây rồi bên kia thì mẹ sẽ đưa cho cô chú. Hai ba ảnh chạy 1 bao 200 ngàn là 400 ngàn nha. Cái đó là để sau đi rồi về nhận. Bây giờ mình đã kết thúc rồi mọi người. Thay cái đeo rồi đó. Đúng rồi. Bây giờ là mình hoàn thành. Hoàn thành rồi đó. Tuy nhiên là cảm ơn đến, đầu tiên là cảm ơn đến tiếng gì của Lê đó. Đã mẹ mình cũng nhờ đưa máy phiếu cũng nhờ người ta chỉ cho mình tặng thuốc ăn và những gia đình chính sách những gia đình là cực kỳ khó khăn á hỗ trợ dùm tận tình mình không qua cái gì riêng nha cái gì chúng đó làm đi rồi gói đó chúng hỗ trợ cho phần mặt ăn đi đó chúng lo cho đó mình đã thành một gia đình của chú và cũng cảm ơn đến chị Thu ha chị Thu cũng đã trợ cho phát từ thiện, từ lại cho anh em cũng đã một chuyến đi khác rồi cũng như cả những chuyến luôn ha. Đây là chuyến ha. Cảm ơn cầu thù vô cùng luôn. Cái câu chuyện là đây là du lịch trải nghiệm và từ thiện nha. Nó là đi chơi là chính cho cô chú. Tại vì chị Thu rồi đây là chuyến đi chơi. Cố tình cho anh em được đi chơi đó. Tại vì chị Thu hôm trước mà em về quê á, chị Thu chị gọi chị bảo là quê đi về với em ơi, hay là em rủ mấy bạn anh em YouTube Duy Minh nè, Lâm Bết hay là những anh em Phương hay những người dễ thương đó rồi về quê em chơi đi ha. Rồi có gì đó chị tài trợ vé xe với máy bay cho chị tài trợ rồi tụi em chẳng rồi đó. Chị cũng có chuyến phấn từ thiện miền Trung, miền Trung nhưng mà thẳng đây em về phát cho em luôn đó. Cho nên là nó mới ra chuyến từ thiện hôm nay nha cô chú. Giờ là chuyến trước như mình đi về đó, quay bằng cái gì đó. Rồi thấy đẹp quá đi, bây giờ cái tạm đợt anh nữa nên tụi này được quá gian đi luôn. Nhiều. Hồi nãy thì em thấy là chú bên chính quyền địa phương. Đúng rồi, chú rất là hài lòng khi mà chúng ta vừa phát. Chú cảm ơn đúng không? Còn khoảng vài phần quà đó. Tại vùng phát quá nhanh mà nó quá yên, tiền nó tập tự. Dễ thương chú lắm. Cho nên khi mà chú ra với tạm biệt các chú, chú theo bắt tay tất cả các em. Là chú trưởng tiểu khu phố đó. Ở quê hoặc là ở tiểu lắm, ở đây là thị xã nha. Em nhà đang đứng là thị xã nha cô chú, thì đó hơi nhân, gọi là nó phương, đây là trưởng khu phố. Nói chung là chú rất là hài lòng ha. Con. Chú rất hài lòng, chú cảm ơn lắm, tại vì có một đoàn có anh đi mình từ nội Sài Gòn về mà hỗ trợ cho bà con nghèo ở quê hương nè. Chú cảm ơn. Rồi thôi bây giờ mình chú thân thiện nữa. Chưa em. Rồi Duy Minh. Em cũng biết có gì không. Rồi. Rồi. Mình nói đấy, cô Năm cũng biết rồi. Đó vậy mà làm mới thì mình làm mới. Đó, cô Năm cũng cảm ơn cô Thu. Nếu mà có dịp nào được
về mà hỗ trợ cho bà con lần nữa chắc tụi thầy cũng đi nữa. Quá đúng không? Mà đây vui rất là vui, nhất là đem qua đi tắm biển. Tắm biển xong lên ăn hào rồi rồi anh ăn rất là rẻ. Rồi, cái Tâm, rồi cái Tâm, cái Tâm nghĩ như thế nào khi mà chỉ thiện đây chứ hôm nay? Nhân đây thì cho Tâm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Chi Thu đã tạo điều kiện cho các anh chị em bạn đầu tiên là có được một chuyến thiện nguyện cũng như là chuyến du lịch đầy ý nghĩa cũng tại vì rất là thú vị. Chúc chị và gia đình mình được nhiều sức khỏe. Nhờ vậy em bị hát hoài. Cảm ơn chị Thu đã cái như là tài trợ cho tất cả các anh em có chuyến trải nghiệm về miền Trung, đặc biệt đó chính là về cái nơi sinh ra một cái quê hương bình định nhiều truyền thống cũng như là rất là nhiều cái phong cảnh đẹp, đặc biệt là cái mũi gành hào. Mà cái mũi gành hào là các cô chú các chị hôm qua mà xem clip của tất cả các anh em cũng đã biết rồi, quá trời đẹp luôn. Chèo chúng ta có thể là xem được. Đúng ra là mình đánh chạy tối qua đó hôm nay, nhưng mà mưa rầm rầm. Mình đã mua 4 cái mùng rồi để cắm trại cho mọi người, nhưng tối mưa cho mọi người, gió nó cho thể nào đó được nguy hiểm, cho nên là nó lớn quá, cho nó cao được mọi người. Mình đã chuẩn bị rồi. Quý vị Thu chị đâu? Thanh Long về đâu? Chị Thanh Long về, chị Thanh Long ra đào bắt bà Bao luôn, chú bà Bao luôn. Nhưng mà khẩu vị của miền Trung, Nam Trung đúng không? Khẩu vị của miền Trung khác với là Sài Gòn mình. Khác không? Khẩu vị của miền Trung có đầu là mình cũng mệt. Ngày qua thì một mình chị đứng viết trên đây chị hát thì sao không? Tại chị qua tụi em ở dưới bãi cá hết. Đúng rồi, có ngồi cho chị mua chị một chỗ. Rồi chị Tư, đó là Châu Châu. Chị Tư, cảm ơn. Những gì em muốn nói thì các bạn đã nói hết rồi. Mà cuối cùng em muốn nói là rất là cảm ơn. Đã tài trợ cái chuyến đi này rất là ý nghĩa. Rồi bây giờ còn người cuối cùng là Tiểu. Chị là Tiểu Dân, Tiểu Minh, ba mẹ. Chào chị Thu. Em cũng không có biết nói gì hơn. Em cũng đại diện cho tất cả em ở trên mộ. Hiện nay ở trên mộ á. Cảm ơn chị và tất cả các em đang ở đây. Cảm ơn chị đã có một chuyến đi và trở thành chuyến đi rất là ý nghĩa. Vâng thì quý chị ơi, tất cả mọi người thì cảm ơn, nhưng mà cái quan trọng trước khi em cảm ơn chị Thu á thì em xin mời mẹ của ba của em đi. Chị em mời chị. Lát ba mẹ ra, ba mẹ ở đây. Lát mời luôn cả bé Thảo vô luôn. Nào, không phải vô. Biết sao không? Biết sao mà em mời ba với mẹ anh không? Thì em cảm ơn ba với mẹ qua. Đúng rồi, lát lát ba mẹ đã hỗ trợ cho nó. Đây đây nè, cô với giữa đây. Ai biết đưa lên con. Đứng này đi. Về đây để có một cái chuyến này được biết mà của là chị Thu. Muốn là trao tặng những cái phần quà rất là ý nghĩa cho bà con cô bác ở miền Trung mình. Thật là cái ngày đầu tiên con đến đây á là con rất là xúc động rồi. Thấy bà con là quá hay quá. Phải nói là ở cái cảnh của bà con thì nhìn là mắt trầm quá. Có những cái câu chuyện mà mình có là mình nghe mình cái cảm xúc mình cũng rơi nước mắt vậy. Thật sự luôn. Tớ cũng có một cái gì chị cũng là mắt trầm. Em nói mắt trầm á. Ba lúc ổng lúc 33 tuổi, 11 tuổi bà cha ông nội đi biển ngoài chết đó. Bà nội nuôi hai ba người con ở về tới già luôn này. Ba lúc 13 tuổi là cha đi. Ba bác kể có lúc mất như thế nào không? Lúc ba mấy tuổi? Ba học 16 tuổi rồi ông nội con mất là ba đi biển lại. Ba lãnh mà ba đi đảo đi. Lúc ba mấy tuổi? 15 tuổi ba đi biển. Lúc ba ông nội bắt ở đâu? Mất ở tại biển Quy Nhơn ra rồi khai luôn. Không tìm nó xác luôn hả? Bởi vì con biết rồi đó, anh hai của mình yêu.
bốn bị mất ngoài biển, bốn ngày tai nạn mới được em xác về. Bà tôi nghe nói đau lòng lắm. Khổ khổ ta cho này, nhập lòng trong trận biển lần đầu ba đứa con ta xe này, cho đi biển ấy rồi một thèm đi biển quá bị đó nữa đó. Dạ thì trước khi nữa là cảm ơn những khu thì con rất cảm ơn cô tướng là nói là lo từ A đến Z luôn chú chị, thật sự là quần áo luôn, thơ quần áo giùm luôn. Bởi vì là người đó là ba mẹ nó là cảm ơn rồi. Bây giờ thì Duy Minh á uống là mời và ba mẹ của anh Miêu có những câu lời phát biểu. Nghĩa rất là lớn để đem về cho quê hương của Niu để mà giúp đỡ cho bà con nghèo, rất là vợ chồng tôi cũng là rất cảm động và cũng rất cảm ơn coi cô Thu ở bên Mỹ, ở Mỹ là thôi bây giờ cũng rất cảm ơn, cũng chúc gia đình của cô Thu con nhiều giàu sức khỏe, coi như làm ăn để phát tài để mà ủng hộ cho những người nghèo ở mảnh đời khổ ở đất miền ở quê hương miền Trung của Niu. Bây giờ cũng rất cảm ơn, chân thành rất cảm ơn cô Thu rất nhiều. Thu cũng đồng cảm ơn rất nhiều Thu ha. Rồi nguyên ekip áp tiếng cũng thành thật cảm ơn cô Thu nha. Cảm ơn chị Thu rất nhiều nha. Cảm ơn. Và em nghĩ là mình dành cho một lời cảm ơn cho cái đội ekip ở mộ chú Du Linh đó. Đúng rồi, cảm ơn ekip. Dạ. Ekip ở nhà cũng đã thay anh đi mình chăm sóc ha. Đúng rồi. Đúng rồi. Cúng kiến ha. Nói chung là ngày mai anh cúng đây cúng không? À, ngày mai cúng cúng rồi, đang cúng rồi anh. Dạ, đặt luôn rồi. Đặt rồi. Thôi em cúng đi, anh có cúng. Anh nói là mai anh chỉ gọi nói cho anh Ngọc người mua cúng cho anh Ngọc nè. Giàu già. Chúng tôi là ngày nay tiếng tôi cũng đặt một cái con cơm rồi. Đặt hết rồi. Thì tiếng mai đặt cũng được. Nói chung là anh em nào cũng được. Cũng có người cũng được. Con ở nhà cúng cơm cho em cúng là thấy có một người cho anh cúng. Mai là em cúng kiến ha. Dạ dạ. Thôi bây giờ mình cũng em gọi là thành công tốt đẹp rồi ha. Đúng rồi. Rất dễ thương á, đúng bà con kia dễ thương. Hai ba đang mừng. Sáng mai mình sẽ di chuyển về. Hai xuất quà đây là bên quả đúng không? Bên quả. Dạ. Dạ. Đó quý cô chú chị ơi, một lần nữa thì nói chung á khi đến Duy Minh phát biểu thì Duy Minh cũng có rất là nhiều lời muốn gửi lời cảm ơn, đó là chị Thu, một người phải nói là rất là đặc biệt quý cô chú chị ơi, và có nhiều khán giả của Duy Minh luôn đã đồng hành với Duy Minh cũng như anh Niu rất là nhiều nè, chị Vi Vi Trần, chị Liễu Phan, chị Hồng Ngọc, rồi nói chung là cải tên ra là chắc có thể là lấy nguyên cái sổ ra cải luôn quý chú như vậy đó. Nhưng mình rất là cảm ơn bà con cô bác ha, luôn lúc nào cũng ủng hộ anh em và tin tưởng anh em đã gỡ cho những anh em những cái số tiền để là chi ra để là lo quà tiền bạc cho những người dân nghèo khó khăn ở tất cả những nơi. Thì Duy Minh hy vọng rằng sẽ có một thời gian nữa sẽ có nhiều bà con cô bác cũng là ủng hộ tem áo tím hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn như như vậy ha quý cô chú chị. Và đặc biệt Duy Minh rất là cảm động khi trước cái tình cảm của là ba mẹ của Niu rất là nhiệt tình, và chị em của Niu rất là nhiệt tình quý cô chú chị ơi, đã hỗ trợ trong suốt cái thời gian 3 ngày tại nhà của anh Niu. Quý cô chú chị, tình cảm này Duy Minh nói thật sự là không thể quên, nó là một cái kỷ niệm mà một cái dấu ấn đầu tiên đánh dấu cái lần đầu tiên đi xa nhất của là Duy Minh thiện nguyện chung với nhóm tem áo tím ha quý cô chú chị. Thì trên cái những cái lời nói cũng như là những cái video nào mà cảm thấy nhiều khi có điều gì sơ sức, mong bà con cô bác thông cảm giùm, và để là những cái lời góp ý thiện chí cũng như là tích cực để cho Duy Minh cũng như là tất cả các anh em trong đội áo tím rút ra các kinh nghiệm để có thể là có nhiều gọi là nhiều lần để phát quà từ thiện giống như vậy ha quý cô chú chị. Bây giờ thì Duy Minh nói hoài thì cũng không hết cái tình cảm mà bà con cô bác mạnh thường quân ở nước ngoài đã gửi gắm đến anh em ở đây ha. Thì thôi Duy Minh cũng xin chúc hết tất cả những ai mà đã từng gỡ tiền đặt cúng
cho chú Vũ Linh cũng như là thiện nguyện. Đây là một cái cầu nối nhờ có chú Vũ Linh, quý cô chú anh chị, mà anh em mình đã biết đến nhiều khán giả, nhiều mạnh thường quân hỗ trợ được nhiều hoàn cảnh khó khăn. Vũ Linh rất là cảm động và rất là cảm ơn những cô bác, anh chị em mà khán giả mạnh thường quân từ trong nước đến ngoài nước, trong thuốc sáng hơi trong suốt hơn 7 tháng qua đã hỗ trợ anh em mình. Và cho Duy Minh gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến bà con cô bác ha. Bây giờ thì video của đến đây thì Duy Minh cũng xin kết thúc. Mong bà con cô bác nhớ, nếu mà yêu quý Duy Minh và thấy video có nghĩa, nhớ nhấn like cũng như đăng ký ủng hộ kênh ha quý cô chú anh chị. Bây giờ Duy Minh xin chào bà con và hẹn bà con là một video tiếp theo ạ.